tự quay cho nên là hơi vất vả, thì các bạn lại cứ chạy đi chạy lại. Chào các bạn nhá, hôm nay mình đi vào trong rừng lấy một ít củi, suốt ngày làm idol nhà hết củi đun, vợ phàn nàn. Nhưng mà tí nữa mình cũng đi lấy một ít lấy đến mấy cái hoa chuối với lại một ít măng về để ăn. Củi tí nữa sau, củi xung quanh này nhiều củi lắm. Này, lá dong đẹp không đây mọi người ạ? Đẹp quá nên mình dừng lại mình quay. Lá dong đẹp thật. Đây có một cái hang nữa này. Đây. Cái này là cái hang, lá hang nhé, các bạn đừng có sờ vào nhá. Rát tay lắm. Bây giờ đi lấy hoa chuối trước. Get go, đi với mình nhá. Măng này các bạn ơi, lấy măng trước, thấy thì lấy cái đấy. À YouTube mình quay chụp cho các bạn xem nhá. Này, không cần phải nhìn luôn nhá này. Đấy, đây được một cái măng rồi. Trên kia có một cái nữa. Đẹp không? Làm hộp nước đó mọi người ạ. Măng này tự quay cho nên là hơi vất vả, thì các bạn lại cứ chạy đi chạy lại. Mình kiểu mình tự quay ấy, khác những cái thấy cái cảnh nào đẹp đẹp thì mình quay cho các bạn xem, cho nên là ở kia có một cái có cái hoa chuối đây rồi, mình vào mình chặt lấy luôn. Cái này làm cảnh thì đẹp tuyệt vời đấy mọi người nhỉ, cái mon rừng ấy. Một nhát ăn ngay. Các bạn chờ nhá, để mình đi nhặt cái hoa chuối cho bạn xem. Ôi giời, đây này, chuối rừng này. Lấy về chuối rừng này mình lấy về phơi để ngâm rượu làm thuốc. Đây, hoa chuối của các bạn đây. Tìm mãi mới thấy. Tưởng mất rồi. Thôi lấy về ăn. Đi tí nữa thì lấy một cái nữa để tối nay về làm nộm ăn. Lấy mấy cái măng nữa mà. Đây này, củi này. Đây, chuối rừng đây. Đấy. Rừng nguyên chất. Bé quá. Nhưng cái này chín thì sóc với lại chim ăn hết, nên là mình lấy lúc nó còn ương ương này lấy được, nhưng mà chín thì sóc chim ăn hết. Cái này vứt đi thôi các bạn ạ. Đây, củi đây. Ở kia có cái cây nữa, mầm non. Đây các bạn ơi, lạt ở trên mình là phải lấy cái nứa non non đánh tẻ này, thì buộc nó mới dẻo, nó không bị giòn quá. Đây mình trải lạt cho các bạn xem nhé, dài quá.
Mình bổ vào giữa đây. Thế là dao đưa đi theo đây. Đấy. Đấy cái đoạn gióng này này. Đấy cái đoạn gióng này là phải lấy cái dao này phải dùng. Nó hơi non. Hơi non thì là nó lại dễ giấy, kệ nó. Non buộc nó mới dẻo. Đây, mình là hay kẹp vào háng này nhá. Đấy. Đẹp không? Này. Đấy, được một cái lạt rồi. À, mẹ mình dạy cho mình cách buộc lạt này nhé các bạn ơi. À, các bạn nhìn thấy không? Có ông mũi to đùng kìa. Tí tới quay gần cho các bạn xem. Sợ không? Làm từ nãy giờ làm ở đây mà nó không đốt cho là may rồi. To thật. Tí nữa mình cầm điện thoại mình đây, mình cầm mình cho các bạn xem luôn. Đây mình tháo điện thoại mình cho các bạn xem cổ ong mũi này. To không? Cổ ong kia mình không làm gì nó thì nó không đốt mình đâu. Mình thoải mái ở gần như thế nó không làm gì mình cả. Bởi vì là mình phải đi tác động vào nó cơ, hoặc là động vào nó cơ các bạn ạ. Đây tiếp tục cái buộc lạt này mẹ mình bảo tớ làm nhá. Ngày xưa mình còn nhỏ mẹ mình bảo tớ làm. Vậy cuốn hai vòng nhá này. Cái lạt đây, cuốn hai vòng. Đây. Cuốn hai vòng này nhá. Hai tay. Hai ngón tay các bạn giữ hai cái lạt thế này. Một tay này mẹ xoắn một sợi này. Xoắn cho nó tròn tròn vào này. Kẹp vào đây. Tay này mẹ lại xoắn ngược lại. Đấy. Xong bắt đầu bạn cầm cả hai cái này. Xoắn vào như nhau. Đấy, xong là cài cái này vào đây. Thế là xong rồi. Đấy. Đầu bên kia nữa. Lấy sợi này đi buộc đầu bên kia nữa. À đây có cây rau này. Cho mọi người xem luôn. Đây này. Cây này là cây rau. Cây này là cây rau. Cây này là cây rau ăn được nhá mọi người ơi. Này cái lá này. Ngon lắm. Này tuốt mang về các bạn hái cái lá non này này. Nấu ăn nó mềm mềm mà nó ngọt ngọt, ngon lắm. Cái rau này mẹ vợ tớ bảo cho tớ đấy. Này, lấy một nắm về ăn. Vợ mình thích ăn lắm. Ôi xời. Lấy một tí lá dong đó mọi người ạ. Lấy một tí lá dong, lấy lá dong quả tốt tốt đấy lấy về để vợ nó để làm gì thì làm. Vợ nó gói bánh thì gói. Cứ như kiểu có người chồng ấy nhỉ. Đẹp thật. Đây. Đẹp không? Không biết là các bạn có nhìn thấy không? Để mình chỉnh cái điện thoại xuống thấp một tí nữa. Thấp một tí nhé. Không nhìn thấy người. Đây. Không nhìn thấy người à? Nhìn thấy người chưa? Đây nhá, đây là một nắm lá rong mình vừa lấy nhá, mình cuốn cho các bạn xem nhá.
các bạn chọn lá nào to mà nó già già ấy, to già các bạn để bên ngoài, lá to già để bên ngoài nhá. Đây, cho cái phần cuống với lại lá này nó bằng nhau đây, các bạn xếp vào, lá nhỏ các bạn để bên trong nhá. Này đẹp thế này. Ui, và bánh tiếc là không có tiền mua thịt gói bánh chưng thôi. Này bẩn quá. Đẹp chưa? Cái này về cắm cái gốc của nó xuống cái chậu nước ấy, để được lâu lắm các bạn ạ. Để được 2-3 tháng nó không héo đâu. Đây, các bạn xếp vào đây nhá. Mọi người xếp vào cho các bạn quấn. Không biết là có đúng cách của mọi người không, nhưng mà mình là mình làm như thế này. Cuốn vào thế này xong rồi là mình lấy một cái lá rong dài dài mà nó có cả cuống này, cuốn nó vào. Xong rồi cài vào đây. Đấy, cái này chặt đi. Cái này các bạn về các bạn cắm trong cái chậu nước ấy, để được 2-3 tháng không héo. Đẹp không? Cũng muộn muộn rồi, mình đi về đây. Lấy được mấy cái măng với lại một ít rau là được rồi. Mình về còn đi ra ruộng ngô một chút. Lấy bát củi về đấy, tranh thủ đi buổi trưa các bạn ạ. Chào các bạn nhé, hẹn video lần sau mình quay được dài dài hơn thì mình, các bạn đăng ký ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn mọi người. Mình đi về đây. Ô, lấy máy quay đấy chứ, quên mất. Lấy máy quay đó, không về được, không phải như TikTok. Chào mọi người nhá, mình lấy cái điện thoại mình đi về nhá. Chào các bạn.